Ngày 27 tháng 12, Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022 và dự thảo nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 nhằm chuẩn bị cho hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2022 của tỉnh ủy. Theo dự thảo báo cáo năm 2022, Trà Vinh đã thực hiện đạt và vượt 27 trên 30 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó tăng trưởng GRDP đạt 3,45%. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã sắp xếp điều động bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, điều kiện tiêu chuẩn cán bộ đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác lãnh đạo điều hành. Chất lượng sinh hoạt tổ chức các cơ sở đảng không ngừng được nâng lên. Dự thảo nghị quyết năm 2023 đề ra mục tiêu tăng cường thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, với 4 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, về kinh tế, về xã hội và về quốc phòng an ninh. Trong đó phấn đấu có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 1.200 đảng viên, tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, phấn đấu GRDP tăng trưởng 7,5%, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 32.000 tỷ đồng, giữ vững 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Trà Cú đạt chuẩn huyện nông thôn mới, có trên 98% xã phường thị trấn vững mạnh về quốc phòng. Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị trong quá trình thực hiện nghị quyết năm 2023 cần bám sát vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá. Năm 2023 toàn tỉnh đạt chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đạt 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu trở lên và tập trung cho xây dựng huyện nông thôn mới Trà Cú. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng được nghe đánh giá của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030.